Dạo này da căng bóng trắng trẻo ghê. À? Lâu lắm mới gặp nhà vườn. Đây là thưa các bác, đây là bạn Thu. Bạn ấy ở những video trước thì Tuấn nói vui vui ý, là bạn ấy chuyên cầm cổ nhà máy nước đấy, để tưới cho những cái cây bonsai, những cây tùng ở trong vườn. Hát thì con gái phải theo rồi. Khiếp đấy. À không, nhưng mà nếu mà hát được thì là con gái dễ đổ. Thế hệ của anh không biết nào, thế hệ em này em thấy nếu đấy. Bây giờ tôi hát là Tuấn cũng đổ theo luôn chứ đừng nói là giờ tôi già rồi, nhưng mà hát là Tuấn nghe phải đổ theo chứ đừng nói là con gái. Lấy vợ mà thanh niên là cao to mà nó tăng 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 gái, nó có vợ ở vùng đấy mà bồ con vợ cưới vợ nó kêu con mua chúa vùng đấy mà lấy mẹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ở trên kênh YouTube Bonsai Channel. Nếu mà bạn đang dùng cái fanpage thì bạn có thể là bấm theo dõi fanpage đấy và đăng ký kênh YouTube và thả like, thả tim cho em nhé. Và đặc biệt ý, thì bác nào mà dùng TikTok thì có thể vào TikTok là Bonsai Channel để các bạn theo dõi cái TikTok của em các bác nhé. Thì cũng như mọi buổi sáng thôi, em sẽ cùng với các anh em ở trong vườn ra để xem cái quá trình anh em đã chỉnh sửa, cắt sửa cây tùng như đến đâu rồi. Thì bác nào mà chưa xem video trước thì có thể quay lại để xem những video ở bên dưới các bác nhé. Đấy, thì đây thì mời anh em cùng đi vào trong. Đấy, thì em cũng giới thiệu với bác rất là nhiều rồi. Cái mẫu tùng này là hôm vừa rồi em chia sẻ với bác là em rất là thích cái mẫu này. Đấy, lý do là có cái cành phóng này. Và cái lối làm cây của em ở trong vườn gia đình thì em cũng làm như vậy các bác. Ê, qua đi vắng à? Đi nghỉ à? Nghỉ đâu à? Thật á? À? Lên hình ấy nhỉ? Dạo này da căng bóng trắng trẻo ghê. À? Nói tí đi, đứng đây nói tí. Lâu lắm mới gặp nhà vườn. Đây, thưa các bác, đây là bạn Thu. Bạn ấy ở những video trước thì Tuấn nói vui vui ý, là bạn ấy chuyên cầm cổ nhà máy nước đấy, để tưới cho những cái cây bonsai, những cây tùng ở trong vườn. Đấy, thì hôm nay anh em mình lại cùng Tuấn vào đây về gặp anh Vinh nhé. Em chào anh Vinh nhá. Chào. Rồi, anh sai đâu rồi? Anh sai đâu? Sai chắc là nó kích cái bên ghép bên kia. Cả anh sai rồi đấy à? Sai ghép bên kia. Đúng sai rồi đấy luôn chứ. Đi qua bên kia rồi. Cũng vườn này mà cái ghép bên kia. Ok, lát nữa anh em mình xuống nhá. Rồi. Thì các bác thấy là cái công việc của anh Vinh là leo trèo rất là cao. Đấy, nhưng mà nó là nghề nghiệp các bác ạ. Đấy, thế còn những cái cây mà phía bên kia cao khủng khiếp luôn. Cao 4,5 m nhưng mà vẫn phải làm cái ráo 4 tầng lên để cắt sửa trên đấy. Thì những cái cây này về cơ bản là form dáng nó đã có hết rồi. Nhưng mà về thì anh Vinh với các nghệ nhân vẫn phải là lọc bỏ đi để cho các cái bông tàn nó nhẹ hai nhàng hơn. Và đặc biệt ấy là cái mùa này mùa làm tùng. Đấy, sửa sang để khi tháng giêng bắt đầu ra cái đợt mới, đợt non ấy, thì cây nó sẽ đẹp hơn nhiều các bạn ạ. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ cùng lên trên ráo này nhé. Đấy, để lên trên này cùng anh em luôn. Wow, chỗ này là nghe leo lên khó nhỉ anh Vinh nhỉ? Hả? Leo lên nghe khó khó nhỉ? Anh đó. Leo trên bụng vỡ thế nào thì leo giáo thế chứ có sao đâu mà khó. Leo trên lúc đầu tiên leo trên bụng vỡ kêu anh leo khó không nói vỡ rồi sao khó leo thế em không rồi lúc xuống thì bảo út cho anh trôi. Xuống thì em tranh qua cho anh xuống. Cao quá. nghiêng người cho anh xuống. Nghiêng người cho anh xuống đấy là rồi. Biết chừng là cưới như con vợ mẻm mẻm người đừng có người vợ mà mập béo quá là béo quá. Hơi bị xuống hơi bị cao đấy. À đấy đấy. Em nên rồi từ lúc mà em yêu vợ em hoặc là trước đây chưa yêu vợ em là tán toàn các em là khủng luôn.
toàn hàng khủng. Hàng to mà, to cao. Đó là coi cao như không? Là... Cao. Cao, thấy từ Facebook đâu có cao gì đâu. Cao 1m68 mà. Ghê trời. 1m68 là cũng thương dữ đấy. Ôi, làm nào để em lên đây. À, mời các bạn lên để quay các cái thước phim để các bạn nhé. Ở trước em yêu toàn cô toàn cao 1m6 hết. Đây nhỏ con cho hồi trước yêu toàn là những người to con không à. À đây. Tân gái giỏi phết nhỉ. Ủa, được miệng lưỡi lắm. Thế mà cứ bảo là ông Tuấn ông miệng lưỡi. Ông Tuấn là miệng lưỡi là bên nghề nghiệp bên cây. À. Còn tăng gái tôi chưa biết đâu, coi cho tăng gái thù tôi đấy. Sặc đấy chứ. Ôi tán gái ngày xưa. Ông em đi với đội lớp thì toàn bị gọi là chúc Tết nè. Bọn nó toàn dúi cho em chúc Tết. Thành thử ra biết nói từ lúc học sinh. Hồi trước đi bây giờ đám cưới là tới bỏ phong bì thôi rồi anh cưới cho vào bàn anh cưới cho hồi trước là ý kiến. Tặng quà đấy. Tặng quà để đại diện để lên người ta đưa phong bì một cọc cái này trong một bàn là mình lên đại diện để mừng cô dâu chú rể đấy rồi toàn bộ là nó cũng lên không đấy. Thế hệ của anh là như thế à? Hồi trước ở trong đấy chứ bây giờ nó bỏ rồi. Hồi trước là đến là phải ngồi người ta làm lễ xong bắt đầu làm ý kiến. Bắt đầu là dặn MC đấy, nó kêu là vừa là ấy là bạn bè rồi có gì mừng quà cho cô dâu chú rể ngày cưới đó là đại diện lên hết đấy. À nó dúi cho mình đúng không? Từ mình hay lên là cho nên là bạn bè đó nó hay đưa cho mình lên. À thế thằng nào cũng giống em cũng hay bị dúi lắm. Rồi ôi giời ý kiến nhồi nhẹ. Hay hát. À hay hát à? À hay hát cứ lên sân khấu hát đấy, đăng ký lên hát đấy. Hồi trước hồi thanh niên đấy. Nào dạng gì thế cũng là sát gái đấy nhỉ. Được hát thì gái phải theo rồi khiếp đấy. À không, nhưng mà nếu mà hát được là con gái dễ đổ. Thế hệ của anh không như thế nào thế hệ em này nếu bây giờ tôi hát là Tuấn cũng đổ theo luôn chứ đừng nói là giờ tôi già rồi nhưng mà hát là Tuấn nghe phải đổ theo chứ đừng nói là con gái. Phải nói như thế đấy. Chưa có dịp nghe thôi. Yep. À thì cũng hát karaoke thế bên trong phú lắm mà. Hát được lắm đấy, quan trọng là cái âm thanh cho đúng chuẩn thì hát rượu mê lắm đấy. Đấy được đấy, được đấy. Không phải nói đùa đâu. Không phải đùa đâu. Đấy anh em ạ. Cũng dẻo lắm. Thế là lấy vợ cao to hơn à? À vợ cao hơn mà. Đây có mít năm 3 mà vợ nó gần 1m6 mà. Ui rồi, thế à? Nói thật đấy chứ, tao không đưa đùa đâu. Vợ tướng người cũng đẹp lắm. Tướng người cũng căng người. Nghe anh tả đấy, thấy là ấy rồi. Nghe anh tả thấy là anh cũng đã dẻo miệng rồi. Đúng không? Sút gái là cũng không phải đơn giản. Lấy vợ mà thanh niên là cao to mà nó có tăng gái, nó có vợ ở vùng đáy mà bồ con vợ cưới vợ nó kêu con mua chúa vùng đáy mà lấy mẹ. Gái chúa đấy. Con mua chúa. Mua chúa không lấy mẹ. Không phải đùa đâu. Ông này sút mất. Nói đùa tôi vui chứ nói chung là cũng thấy thật tế chứ không có cái bài nó vui không. Tôi qua uống rượu say quá giờ nói cho nó giải rượu. Ngoài ngồi đâu? Ở nhà chứ đâu, anh cơm mà tự nhiên nghe bố anh đi uống rượu thôi chứ anh gì đâu, có nhậu gì đâu. Rồi thế à? Có ba ông mà. Bốn còn Nam mới ra nữa. Nam mới ra. Uống mẹ uống ghê quá, uống rồi mà hát karaoke cái thùng kẹo kéo đấy. Trời ơi. Thùng kẹo kéo đấy hát rồi. Dạ. Sáng nay còn xe đây mà. Này. Vẫn là cái rượu thùng sôi đúng không? Sôi thì uống xeo. Uống mấy ca xeo chứ còn đầu tiên là uống cái rượu bữa thằng Vinh lái xe nó mang qua uống chưa hết rồi. Uống hết khúc rồi cái rồi uống gỗ sồi xeo. Không rượu uống được. Cái gỗ sồi đúng được đấy. Nó không mệt. Mà
đường cái nó mạnh quá, ừ. Mạnh đấy. Mạnh mạnh. Uống ly uống rè, nếu mà uống ly liên tục là cũng nguy hiểm, căng đấy. Uống căng đét luôn. Đấy được bác ạ. À, anh em mình nói việc riêng tí thôi chứ còn về cơ bản các bác thấy thế là công việc là đấy phải leo giáo trên cao này. Đấy, Tuấn lên trên này. Đấy, soi cho các bạn thấy là phải đứng ở trên giáo 2 tầng. Còn những cây mà cỡ lớn như kia phải có giáo 4 tầng mới lên được. Đấy, thì mới cắt sửa được các bác ạ. Đấy, thì các cái đầu cành các bác thấy là vẫn phải bịt các cái bảo vệ các vết cắt bằng vật liệu như lá nhôm. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Ok chưa các bác? À, lên trên này mình thấy là nó cũng tương đối cao. Mọi người thấy là cái cây, những cây mà chưa được cắt sửa thì trông nó phân bố các cái bông tàn nó không được đẹp. Và sau khi mà định hình cắt sửa lại thì bông tàn tương đối là ấm áp. Ví dụ như cây xa bên kia các bác. Đấy. Bông tàn rất là đẹp luôn. Sau khi ăn Tết Nguyên Đán xong, mùa xuân ấm áp cái là bật lộc ra, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi các kỹ thuật viên ở dưới đang tưới nước cho cây. Đấy. Chuẩn đấy. Tưới là phải tưới trên lá cây là chuẩn đấy. Bởi vì cái sương muối nó rất là độc hại cho lá cây. Buổi sáng là anh em nhớ tưới cây là nếu buổi tối mà các bạn tưới nhiều ấy thì buổi sáng các bạn chỉ cần là tưới qua thân và lá thôi để rửa lá. Sương muối ở Hà Nội này nó rất là độc hại lắm. Hai ngày gần đây thì thấy sương muối nhiều hơn. Anh em là tưới là phải tưới cả lá nhé. Cây lúc nào đẹp. Thì có một cái ưu điểm đặc điểm đó là các bạn tưới thì nên sử dụng nước ao hồ hoặc là cái nước được lọc đi. Còn nước mà giếng khoan á là sau nó vàng lá xấu lắm, nó dỉ sắt ấy. Anh Vinh thấy đúng không? Nhưng khoan là nó hơi có phèn, nó đấy nó có các kim loại nặng, nó gây là xấu lá. Thì các bạn thấy là bên cái lô bên kia kìa là những cái cây tùng lá Hán Việt Nam. Đấy, thì các chị cũng đang chăm sóc ở bên kia. Thì nhà vườn cũng đang làm một cơ số những cây tùng dáng gọi là dáng hình cầu ấy để phục vụ thị trường. Với cái nhu cầu người ta làm các cái thiết kế cảnh quan sân vườn là cũng rất là nhiều. Cho nên là thiết kế theo cái dáng cây như vậy. Và nó cũng nhanh, cỡ khoảng 2 năm là cái cây nó bông tàn, nó cắt liên tục như vậy thì nó sẽ tròn tàn. Đấy anh em này. Các bạn tưởng chừng nhưng mà cắt bông tán này nó dễ, nhưng mà cũng không dễ đâu các bạn ạ. Bởi vì là khi mà chúng ta lên cắt như thế này là chúng ta đang tiếp cận trực tiếp với cái bông. Đấy, đứng gần. Về nguyên lý mà chúng ta không để mất form thì chúng ta phải đứng xa để quan sát cây. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm lên trên này mà cắt thì chỉ cần lỡ tay một cái là nó bị thủng bố cục. Đó. Phải không anh Vinh? Các cái bố cục của các bông ấy. Đấy, thì có kinh nghiệm mình lên người ta biết là cái điểm nào là cắt. Đấy, cái đều tay, cái mức độ đều tay. Giống như anh em mình cắt tóc ấy. Cắt tông đơ vẫn là cái cọng tóc dài khoảng 3 ly, 5 ly đó. Nhưng mà người ta phải cắt không một phát ngay. Mà người ta sẽ phải cắt từ từ, ăn dần vào. Đấy, thì nó không bị mất form. Đấy, làm một phát để cái kéo lại sâu ở bên trong thì lại ối rồi này. Đấy, anh em xem nhé. Quy trình cắt sửa bông này như này. Đấy. Thì bác nào mà có sân vườn hoặc là chuẩn bị về nhà mới rồi ấy, mà chưa biết trồng cây gì hoặc là không biết mua cây tùng ở đâu,
thì anh em mình có thể liên hệ với thông tin cái số điện thoại của Tuấn để bên dưới, thì Tuấn sẽ tư vấn cho các bác để các bác có những cái cây tùng thuận mắt nhìn đặt vào các khuôn viên cảnh quan, thậm chí là các bác các chơi cây nghệ thuật đấy. Form dáng cây thì cũng tương đối là nhiều form dáng, từ dáng trực, dáng siêu đấy, rồi là những cái dáng trực liên chi đấy, từ phong cách Nhật Bản cho đến lối làm của Việt Nam. Thì hiện nay thì anh em kỹ thuật viên và nghệ nhân đang làm là cũng tách dần các cái bông tán ra cho nó thoáng. Đấy là lối làm của người Việt. Đấy, đảm bảo là chúng ta có thể chơi cây nghệ thuật một cách gọi là theo chất Việt nhất. Đấy, những cây hàng đại, hàng trung vẫn còn số lượng các bác nhé, thì anh em mình có thể đến lựa chọn. Đấy, cây đã dâm ủ ngon lành, còn bên kia là chị em đang tưới bên kia. Đấy, những cây cỡ lớn luôn. Cũng là 15 phút rồi, thì video này sẽ khép lại tại đây. Thì anh em nào xem video mà thấy vui vui trong cái cuộc trò chuyện giữa Tuấn với anh Vinh, nó vui vui một chút, thì anh em mình thả tim thả like các bác nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Tuấn Bonsai. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.